top học viện bóng đá tốt nhất thế giới. Các câu lạc bộ hiện tại hầu hết đều dành sự quan tâm đặc biệt cho hệ thống đào tạo trẻ thay vì chi tiền cho những bản hợp đồng bom tấn. Sau đây sẽ là tên của năm câu lạc bộ sở hữu học viện bóng đá tốt nhất thế giới hiện tại. Học viện PSG. Trong đội hình toàn sao của PSG chỉ có duy nhất Bresno Kimbem là cây nhà lá vườn nhưng thực tế rất nhiều cái tên nổi bật ở thời điểm hiện tại đều trưởng thành từ lò đào tạo của PSG như Ruben Providen, Enkuku hay xa hơn là Nicola Anenka, Asriel Alfonso Học viện Kaisa Benfica. Benfica Campus hay học viện Caixa Benfica là một trong những trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ hiện đại nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều cái tên nổi tiếng đều lớn lên ở đây như Bernardo Silva, Ruben Dias, Edson, João Cancelo, Lindelof và João Felix. Học viện Ajax, những năm qua Ajax là đội bóng trẻ máu tài năng nhiều nhất châu Âu, các đội bóng lớn luôn nhăm nhè những tài năng của đội bóng Hà Lan. Một danh sách dài các huyền thoại bóng đá Hà Lan trưởng thành từ lò đào tạo của Ajax. Thời điểm hiện tại, những cái tên đình đám như Christian Eriksen, Danny van de Matthijs de Ligt, Real đều trưởng thành ở đây. Học viện La Masia từng là nơi mà các tài năng trẻ được các đội bóng lớn chú ý sau khi ra lò những học viên ưu tú như Messi, Xavi, Iniesta, Puyol. La Masia giờ đây không gây được quá nhiều chú ý vì những bất ổn nơi bộ máy lãnh đạo, nợ nần. Lò đào tạo La Masia đang phải tìm lại mình hệt như tình cảnh của đội bóng Barcelona. Học viện Chelsea là câu lạc bộ cho mượn cầu thủ nhiều nhất châu Âu. Đội trẻ của Chelsea giành được rất nhiều danh hiệu ở cấp độ trẻ. Học viện Chelsea nơi được mặc định trả trên 5 triệu đô cho một cầu thủ khi ra lò và câu lạc bộ này mỗi năm thu về hàng chục triệu bảng từ tiền cho thuê và bán cầu thủ trẻ. Nếu như biết cách tận dụng nguồn lực từ học viện của câu lạc bộ thì Chelsea sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền cho những bản hợp đồng bom tấn thất bại như Lukaku, Torres hay Shevchenko. Tin tức bóng đá được cập nhật nhanh nhất tại trên khán đài.com. Đừng quên like và share những sản phẩm của trên khán đài để cập nhật những tin mới và hot nhất.